Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái tựa game The Crew 2 này ha. Thì hôm trước mình có đọc comment khá là nhiều bạn và có rất là nhiều bạn chê về cái phần bô của cái chiếc Kawasaki H2 này. Và chiếc này nó cũng xài động cơ super chạc ha. Ok. Thì rồi vậy thì hôm nay mình sẽ độ lại cái nhưng mà cái ống xả nó đẹp quá các bạn, nhìn là Titan là trời ơi. Đây dưới này là cái lốc máy, cái lốc nhớt của nó ha. Thật sự là cái gọi là cái bô mình thấy nó đẹp nhưng mà không biết tại sao mấy bạn không thích, cho nên là thôi mình gọi là đành chịu vậy ha. Để mình ở đây để mình mua lại cái ok. Rồi thì rất là nhiều bạn yêu cầu muốn mình gắn cái ống xả đúc ở dưới gầm. Đây là ống xả zin của nó và đây là ống xả mà nhiều bạn kêu mình. Rồi thì mua thôi. Ok thì xong rồi đó. Còn cái biển số này thì mình có nói với các bạn rồi á, là cắt lên nhìn nó cũng vậy à. Đây nè, nó không khác gì hết trơn á. Nó phải còn vẫn, nó khi nào nó mất cái biển số luôn á thì nó mới đẹp ha. Rồi thì hôm nay mình không có đua về chiếc H2 này đâu, và tầm video sau nữa thì mình sẽ có. Chứ bây giờ thì mình gọi là mình đang hôm nay mình sẽ có đua một cái chiếc xe về xe Koenigsegg ha. Có một cái chặng đường đua khá ôi. Để mình sờ tem coi tem nào đẹp đẹp, chiếc này sơn thử cái. Ok thì do cái con xe Kawasaki này thì các bạn cũng khá là quen thuộc với cái màu đen của nó rồi, và nó có thêm phải cả phần carbon nữa, cho nên là mình sẽ sơn lại một cái như mấy cái đường viền nhìn nó nổi bật hơn chút xíu thôi ha, chứ không có sơn những cái khác. Đây, bỏ cái tem đỏ đỏ kia đi, này cũng được. Rồi bây giờ để máy cho các bạn. Để máy được trong nhà luôn nha. Rồi thôi, hôm nay mình sẽ đi đua xe, bỏ chiếc đó nhà đi để lần sau mình đua. Thì hôm nay mình sẽ đua cái Los Angeles Hypercar. Mình chưa đua bao giờ màn này luôn nha các bạn. Đây, mình chưa đua bao giờ luôn. Một màn mình đua được 67.000 điểm. Xe mình thì ăn đứt bọn kia rồi, mà chơi thôi. Và chiếc Koenigsegg của mình thì hôm trước mình có đổi tem rồi đó. Tem trắng, nhìn nó cũng đẹp, cũng ngầu. Bữa nào đổi tem tiếp, cho mình đại gia mà có các bạn muốn chơi chiếc này mạ vàng không? Tại mình thấy có mấy người nước ngoài người ta chơi chiếc mẹt á, mạ vàng đẹp lắm. Mẹt Mercedes AMG gì đó, phiên bản đua nhìn nó thể thao á. Ồ, Aventador đồ. Giữ Có thể sắp tới mình sẽ mua con đó đó. Đang để dành tiền Aventador hoặc là Huracan. LaFerrari thì không có đủ tiền, không có mua được, thì phải mở cái kia. McLaren. Hai con McLaren luôn, một con F1, con B1 thì phải. Ui trời, ba con của bắp. Ok, lưới các bạn là món này mình chưa được bao giờ, cho nên là có thể sẽ hơi ngáo chút xíu, nhưng mà không sao đâu. Mình sẽ cố gắng đua pro nhất có thể cho các bạn, đi pro. Chiếc này thì khỏe một cái là vì nó là số vô cấp, cho nên là khi mà các bạn buông ga ra nó sẽ kéo con xe về lại, không cần phải thắng nhiều. Phóng ba cái đó dễ bị tuột. Ơi! Phóng ba cái đó dễ bị tuột hạng lắm. Cái quỷ kia nó sau lưng mình rồi. Từ móc mình chưa đua bao giờ, nó khó quá, không có quen cái kiểu mà nó chia map á, vừa đua phải nhìn bản đồ. Cái gì mà sáng sáng với cái bánh xe mình vậy ta. Ok, để bình tĩnh lại. Calm down. Hai xe nó chạy sát nhau khó vượt, khó chen vô giữa, tại xe mình nó gia tốc nó nhanh quá. À, không va chạm nha, trời, không đập thắng luôn. Dữ thiệt. Món này đua hôm nay sẽ có đi ven biển nữa, món này đua mô tô là thực sự sướng lắm luôn. Đó 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 đó. Xíu nó đi lộn đường rồi. Trong này nó không có cái kiểu chỉ đường như Forza, nó quẹo mũi tên nó dễ nhìn. Mà cái bản đồ Forza cũng dễ nhìn liếc mắt qua cái là thấy à. Còn cái bản đồ này nó cái gì nó cũng để màu lên hết trơn, còn cái đường dẫn đường mà đua mà câm mà. Như cái điểm mà bữa mình chơi Forza 4 mình nói lần đầu luôn á, là cái bản đồ Forza lúc mà đua á nó là hay, những cái đường khác nó ẩn, nó mờ đi, nó nhạt lắm. Còn cái đường mà mình chính á, nó đậm ơi là đậm luôn. Cái quỷ này đường nào cũng như nhau, đi hồi lạc đường. Đó, nhất là mấy cái chỗ mà mấy cái đây là mấy cái mà gọi là ra vô cao tốc á các bạn. Đường quẹo tà le hết trơn, chuyên gia lộn luôn. Nó thực sự mua con này là đáng tiền lắm luôn á, đua rất là sướng. Rồi ok, biết đường lúc này rồi. Nhưng mới vô mình đạp ga cái là coi như giờ bọn kia nó mất tích luôn rồi, không thấy nó chơi bản đồ luôn rồi. Trời, đường này giờ chậm chậm, đường này mình thấy nó hơi ớn ớn, cua nhiều quá. Tuy là không có gắt nhưng mà nếu mà mình chạy nhanh mình va vô thì các bạn xem nó không có được sướng cho lắm. Thắng không kịp, thắng mà quẹo là anh trượt bánh, nó đi thẳng luôn. Mình thích đua những cái kiểu đua mà dạng hypercar như thế này, đua đi xa một đoạn rất là sướng. Ở gì mà đua có thêm cả mô tô nữa thì sướng biết mấy. Mô tô toàn là đua street race không à. Tại cho nên nó chia một cái phân cấp như thế này nè các bạn. Những xe street race á thì nó chỉ chạy tầm tối đa 350 thôi. Đấy, mô tô thì nó tầm 300 là hết cỡ rồi, và cũng ít khi nào là nó có một cái đường thẳng như thế này để nó lên 300, thành ra là đua nó kiểu không có cân xứng á. Còn hypercar trở lên là toàn là 350 trở lên luôn mà. Với lại cái gia tốc nó lớn, nhíp ga xíu là nó phóng lên 100-200 rồi, đẻ lắm. Cái dòng street race, cái con xe mà cao cấp nhất trong đó là có hai con bò ha, Huracan và Aventador luôn. Cho nên mình mới nói với các bạn là sắp tới mình sẽ mua một trong hai con đó để mình đua cái kia á. Sorry các bạn hôm nay tại vì map mới chưa quen, xe thì quen rồi nhưng map mới. Vừa chạy vừa nhìn map vừa nói chuyện nữa, ra là nhìn đường không được nhiều. $405, $407, $410. Ui đường này test speed ngon. 414 rồi. Bạn cha nó đang test ngon lên các bạn thấy không? Nó cho đi. Ủa đường này đường ý mà đường ngược chiều quá ta. Đường này đường bên chiều bên kia mà đang đi cao tốc mà quẹo bên đường bên này. Đang chơi đang 400 mấy mà nó cho cái đường quẹo cái là thắng, hỏi sao mà không đụng ta, không có tai nạn. Đây, tới lúc đoạn lên núi rồi. Mấy cái đồi núi này á, hên là nó cho ít xe cho nên cũng đỡ lúc mà mình đi ngược chiều á, để mình lấy cua á, nó nhẹ hơn. Có xe vô đó đụng cái rầm, hai đứa hôn nhau nhìn nhau cười. Xong rồi đứa khác nó chạy lên nó vượt qua, nó cũng cười. Rồi cái đám nhìn nhau cười. Không mà bây giờ mình mới để ý là cái tiếng xe này á, nghe nó giống với cái tiếng xe tay ga. Khi bạn kéo ga nghe cái tiếng y là cái tiếng dây cura nó phát ra cái tiếng đó đó. Mình không biết là có đúng hay không nhưng mình nghe nó là giống và mình nghĩ nó như vậy. Cơ cấu mấy con xe này cũng giống xe tay ga. Số vô cấp á, lên chỉ đạp ga và chạy thôi. Không có số luôn. Còn những mấy con xe số tự động thì nó vẫn còn cấp số 1, 2, 3, 4, 5 nhưng mà nó tự lên số cho các bạn. Còn xe vô cấp có nghĩa là một số 1 lên là đạp phóng đi, thành ra nó ngọt lắm, mà buông ga ra nó cũng ngọt dữ lắm. Nhưng mà nó không khác gì xe tay ga. Rồi đường ven biển cho các bạn luôn, mặt trời chiếu luôn. Nãy giờ mình đi không có nào vượt lên hết trơn, buồn vậy sao. Để mình đua thử tốc độ cao ở cái đường là ven biển này. Có nó tự quẹo không? Ôi vô mặt trời chiếu chói quá. Muốn đưa xe mua cái sắm cái kiến đen đeo vô mới được. Cháu không thấy đường chạy. Ủa ê đi lộn đường, trời đất ơi. Mình tưởng nó quẹo, mình quẹo xuống thấy đường cục luôn chứ. Vãi cái đường. Chơi mặt trời chó không thấy đường các bạn thấy không? Lầy vãi. Không thấy đường chạy luôn á. Lầy thì thôi luôn. Tự nhiên lọt xuống dưới ngay cái đường mà nó đường cục, kiểu người ta đi xuống đường đi tắm biển hay sao á. Kẹn này nhỏ xíu à. Đó chúng ta giữa ngã ba đường mình lại đi lộn đường nữa rồi. Đó là một câu chuyện buồn. Tại hôm nay chưa đua thêm cái kiểu cái bản đồ nói với các bạn á, mà đang chơi tốc độ cao mà liếc qua cái thôi là coi như các bạn đâm vô bụi cây rồi. Trời nó chói quá. Ở đồ hỏa nó thật dễ sợ luôn. Ơi trời ơi. Xe cái gì đâu. Không mình sai. Rồi, khúc này đẹp, tập trung chạy. Nó rồi mà xe ngược chiều, tại vì mình hay lấn bên ngược chiều rồi mình lấy cô quẹo á. Được 59% rồi. Không nhìn kịp đâm thẳng vô luôn. thành phố đây đâu mà đẹp quá ta. Mấy cái nhà các bạn thấy, nhà cao đẹp quá trời luôn. Biển đó nè. Mặt trời nữa nè. Đang trời tối. Biển đường này rộng quá. Cái cầu này là cái cầu mà cái đích mà đợt mình đua cái map mà New York á, là cũng đi tới cái cầu này là đích đến, còn bây giờ là đi thẳng qua luôn. Đúng rồi, cái đoạn đường này mình nhớ rồi, đường nhớ này. Đường này chưa đua bao giờ luôn, khó thật chứ. Không quen với cái kiểu nó sắp xếp map. Bà nội cha đó. Nó chơi lầy thì chứ đang cái đường đang đi tốc độ cao, đang ngon, đang mát chân. Nó cho xuống dưới cái đường nhỏ xíu. Lộn hồi đó. Cho xuống cái đường nhỏ xíu vậy á. Mấy cái này là mấy cái dạ quang nha các bạn. Xe mình có đèn chạy tới nó chiếu nó dạ lên, chứ không phải là đèn của nó. Bên kia là cái trường đua. Đó, các bạn thấy không, mình tới cái nó dạ lên, nó sáng lên rất là hay. Đó. Đang đi ngon lành nó cho quẹo một cái. Ủa? Trời tối nhìn lộn đường. Đường này đua phê quá, đua toàn đi lộn không à. Ôi trời tối thui luôn kìa trời. Không thấy đường luôn. Cả trong game và cả ngoài đời luôn, là cái giờ tầm 6 giờ đến tầm cỡ như thế này nè, 5-6 giờ các bạn. Là ra ngoài đường á, kiểu mà nó không có tối hẳn mà nó cũng không có sáng, nó cứ kiểu lu khó chịu lắm. Nên là giờ này cũng khó chịu nên, nhưng mà trong này có đèn đường, đỡ. Nhìn kiểu mọi thứ nó đều màu như nhau hết trơn luôn á. Mẹ nó thui vậy. Đang đua trời ngon thì xuống đây trời nó thui rồi. Đường lạ đó chứ. Cậu bẹt nhau xíu nó mới gọi là nhớ nhau được. Tại vì mình cọ nó mới đuổi theo mình, nó mới đòi tiền, trả tiền gọi là đền bù. Đó, hiếu hồn, xíu nữa là đau xong rồi. Nãy giờ thực sự là mình không thấy cái bọn kia nó đâu luôn á các bạn. Nó mất tích luôn á, biến mất khỏi trái đất này luôn á. Bình thường mình nhớ bọn nó ghê lắm, nó đuổi sát đích mình luôn. Này chắc ăn gì rồi đau bụng rồi gì ải, cho nên là cất xe ghé qua trạm xăng nào đó rồi không thấy dí luôn, khổ chưa. Ơi trời đất ơi, quay đầu lại luôn. Mình không biết chỗ đó là quẹo luôn, mình tưởng đi thẳng bắn đi trôi cho đã, xong thấy thắng không kịp. Thắng nó đâm xuống lựu, nó đâm xuống cái bụi cây á, xong phải quay đầu lên chứ. Nhỏ Mấy cái nhà này mốt mua đèn chiếu sáng sáng cho đua dễ coi, không lắp chục cái đèn xe chiếu lên dễ nhìn chứ đường thui chạy 300 mấy 400 cái đèn gì để hỗ trợ có nhìn thấy bà luôn. Từ lạc đường. bây giờ mình sợ lạc đường lắm mà chạy cứ xíu nhìn vô bản đồ hoài. Các bạn thấy nãy giờ xe mình nó kiểu nó lượng hơi nhiều á, với lại mấy lúc mà mình nhả ga ra bớt đó là mình liếc vô bản đồ, xong liếc ra cái là thấy muốn đụng tài. Đường mốt kiểu dán miếng dạ quang, dán hết nguyên cái gì ta, gọi cái gì ta, cái gì á, dán hết đi chạy cho nó dạ lên cho ta biết. Rồi hôm nay đẹp rồi, nó nitro cái nào mà thôi bỏ đây vô cô nó là quẹo nữa rồi. Đây, cái điểm này xong là mới tới điểm finish, cho nên là chưa. Bên này là cái gì ta, sân bay cái gì. Xong rồi mừng quá. Lần đầu đua xe mà gọi là mình nhìn lộn đường tà le tá lả chân, khổ quá khổ. Này này, tốc độ cao. Yeah, xong. Ôi dạ. Ai biết được cái cô nó có mấy cái quỷ tàu điện trên cao này đâu, dứt ngay cái chân cột của nó, bà nội cha nó. Ây da, không, các bạn thấy không, bọn này không bao giờ đụng được, nó là cái quái gì á, nó tự tên nó tự né ra. Này các bạn nhìn đây nha, cái me đó nha, làm nó nào, đó chưa gì hết là nó tự né rồi. Vì mình nói nó có một sức mạnh siêu nhiên mà. Để mình độ xe thử, khổ quá. Sau đây các bạn, là hôm nay mình đua không có được mượt cho lắm. Chơi game nhiều mất lên độ, nhìn đường không rõ. 415 km/h top speed rồi. Khá là ổn. Rồi độ mới không ha. Để mình gắn qua con Ferrari. Tại Ferrari của mình nó cũng lên được 395 rồi. Mình gắn toàn là đồ gọi là đồ thừa ra của con Koenigsegg các bạn. Đấy, 399 rồi chưa nè nè. Lên món nữa, 401, đâu kém gì. Nhưng mà con này nó khác cái là gia tốc. Gia tốc đề 3 của nó hơi thua. Tôi chạy thử con này nha. Con này lúc trước là rất là yếu. Hồi đó mình chơi đầu rất là yếu. Sau khi mà mình mua con Regera, mình đua những cái trận đua hết nó cho độ xịn đó. Gắn qua con này chạy đã lắm. Các bạn thấy không, bắn nó cũng nhanh lắm á, 401 km/h mà top speed. Nhưng mà cái đó là tốc độ khi mà có nitro, còn không có nitro thì nó chỉ tầm 307, 308 gì đó. Ôi, nhưng mà ngựa nghe đã, ngựa nghe tiếng cũng đã. Đó là mấy cái speed trap, các bạn chạy tốc độ cao để vượt qua nó. Ê, tắt cho tao có tốc độ coi. Trời đất ơi, đang tới tốc độ rồi, nó lọt vô đây luôn. À, đây có tóc nè. Không nitro nha. Cái max speed còn là bao nhiêu? Cái gì khó vậy ta? Ok, thật sự là cái đường đó nó có chút xíu các bạn, mình lên gò bản đồ nó ngắn ngủn à. Bây giờ mình sẽ qua bên cát để mình test ha. Rồi ok. Bên này nó kế bên cái đường cát này nó có một cái con đường nhựa. Này cũng không có thẳng lắm nhưng mà cũng được. Thì để mình test cái này trước, test speed con ngựa cho các bạn xem bao nhiêu. Ngựa mình độ là mình nuôi nấng bao năm nay. Rồi chuẩn bị nha. Không nitro nha các bạn. Trên này nó thẳng, nó dễ test và nó không cần phải né cái gì hết. Nhưng mà kiểu nó không có được max speed cho lắm. Chắc không phải mất cỡ 10 giây mới lên được 300. 10 mấy giây mình không có đồ bộ đếm. Đây. Được 383, 384 km/h ha. Đối với một cái con ngựa. Con này nếu mà bỏ hết đồ ra hình như nó được 300 mấy, 350, mình nhớ là 350. Bạn nào mà có chơi game này mà có chiếc này nó tặng, mình không biết tại sao đó mình được tặng chiếc này nữa. Ferrari 488. Tại bây giờ mình đổi xe con Regera cho các bạn xem, nó cái gia tốc nó ghê lắm. Phóng nhẹ cái là lên 300 à. Phải chưởng luôn á. Các bạn nhìn nha. Bắt đầu từ 100 trở lên nó ghê lắm, phóng như điên á các bạn nhìn nè. Đó. 300 dễ dàng. 400 dễ dàng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ra cái đường bự để mình test thử nha, tại đường này nó có mấy cái bắn tốc độ lắm. Test đây mình cho nó bắn tốc độ, mình bắn để mình lấy cái điểm á. Sẵn test cho bạn xem cái đường này như thế nào luôn. Ui đường thẳng ngon vậy. Wow. 400 rồi. Có cái đường nó ngon kìa trời. Một đoạn đường thẳng luôn á. 414, 416, không nitro. 419. Bãi trưởng. Rồi. Sợ hút hồi vô cái đường nhỏ nó có xe, nhưng đường này mình không sợ. Đó, 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 đó. Bình tĩnh. No. Đây vẫn còn top speed. Còn được 300 mấy. Cái này nó mới bắn, còn cái chỗ kia nó bắn thì bãi cát hay sao á. Đường nó dài thiệt chứ. Đây chớn cũng hơi xa. Đây, cái màu vàng tam giác. Bắn nitro mình đạt điểm cao, để có speed cao. Đó. 425, trong khi đó cái tốc độ lúc mình vừa qua cái đó là 427. Rồi ok thì video mình sẽ dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video The Crew 2 này và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Thì tập sau của The Crew 2 mình sẽ làm về con xe Kawasaki H2. Có thể mình sẽ đi phượt, đi giống như đi tour vậy đó, hoặc là ê có người chơi nè, ê dì cứu. Ok, chứ đó chế một nó gia tốc nó còn lớn chiếc này nữa, tăng tốc ghê lắm nhưng mà top speed nó không bằng. Mình biết cái chiếc đó mà. Tụi mình cũng có một con vậy. Trời, giỡn hoài. Còn anh cũng được đường chứ không. Top speed có 356 thôi. Đây là chạy không đú nổi mấy con này đâu. Đây. Đu không cưng. Nó nghe mình nói chuyện. Trong này mình không có bật mic, mình không biết bật mic sao nữa. Tiếng máy nó lớn à. Gì vậy? Tụi đâu vậy? Rủ đi chơi hả? Các bạn thấy nó đề ba ghê, nó cách xa mình một khúc luôn á. Nó đề ba ghê gớm lắm, mấy con F1 đề ba dữ lắm nhưng mà hậu thì chết mẹ cưng. sao lại được. Mất tiêu luôn. Ê, ê, ê. Ok ok được được rồi ok. Ê trời ơi. Đó, nó cũng dừng lại rồi. Quay đầu á, quay đầu làm gì? Trong này á, tại vì người chơi cái cộng đồng The Crew 2 nó cũng rất là ít và cái giá game nó cũng hơi mắc và cái cấu hình nó cũng hơi cao, cho nên là cái online game này mình ít có thấy gọi là nhiều người chơi lắm, hiếm lắm. Và cả cộng đồng Việt Nam mình search có một cái nhóm, không có nhóm nào gọi là The Crew 2 Việt Nam hết trơn á, bắn hoe luôn. Chỉ có mấy bạn xem video thấy The Crew 2 của mình rồi có kết bạn với mình thôi, còn thật ra là mình cũng không biết ai chơi game này, ai có game này luôn. Thanh niên gạ đua. Trời, 424 luôn, nãy giờ mình đi luôn á. F1 nó chạy cũng nhanh ha, F1 chứ đó đồ dữ lắm á, đồ xịn lắm á các bạn. Nó cách mình 100m, mình chạy 415. Mà cái F1 kia của mình nó chỉ để max speed là 350 cho 360 đi. Nó cách mình xa hơn rồi. Bỏ đi. Rồi, thôi mình dừng video tại đây ha. Chào các bạn, gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.